Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squad map sa mạc nhá. Dạo gần đây thì anh em comment trên clip của mình bảo là chơi giả lập tay cầm phím hỗ trợ các thứ rất là gắt luôn. Và sắp tới thì mình sẽ có rảnh một xíu và mình sẽ quay sâu tác tay cho các bạn xem để các bạn có thể hình dung được mình chơi như nào. Mình sẽ cố gắng bắn gắt hơn trên clip. Ok, và trận này thì mình sẽ vào biệt thự nha. Mà ở cái bản mobile này thì nó không giống như PC nha bạn. Không giống ở cái chỗ là biệt thự nó không đông như PC ấy. Hồi đầu tiên nó mới update cái map này thì biệt thự đông vờ cờ lờ. Nhưng một thời gian sau thì biệt thự không một bóng người. Chán VL. Cái này chắc là thành biệt thự ma rồi. Ui dồi ôi, M4 thế này nữa thì chạy đi. Ui dồi ôi. Hay à, solo squad kìa, thiệt là khổ. Bị ép gym rồi, mũ ba này đẹp thế. Rồi, ok, còn nữa không? Bới hết vô đây. Bạn mày đâu? Chả có con khỉ gì. Này cũng mới nhặt được đồ linh tan linh tinh thôi. Ok, 8x thì mình sẽ cố gắng kiếm khẩu K lắp vào cho nó đồng bộ đi. M4 nó gắn 8x vào bắn không sướng. Đấy, M4 thì phải gắn red dot cơ. Ủa mà clear rồi ta. Vô lý vậy. Gặp đúng một thằng solo squad. Một thằng thì đi lẻ và cạn lời. Biết được biệt thự thành biệt thự ma rồi, chán quá. Thực sự là nãy giờ đi tìm người nó quá là gian nan đi. Gặp toàn boss thôi. Chán lắm. Và mình quyết định là đi nhặt thính để có thể tăng chất lượng clip lên. Sẽ có những màn bắn nhau cực kỳ gây cấn trong cuộc thính này. Rồi, quá là điều tuyệt vời luôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với clip M24. Một cái khẩu súng trong thính rất là đẹp. Cái sức mạnh của em nó thì nó cũng bằng với K thôi. Nhưng cái đường đạn của nó thì nó bay chất hơn một tí. Nó dễ bắn hơn. Thế còn thì nó chả khác gì K hết. À, nó có thêm cái băng kích đạn nữa. Ok, cam thính thôi. Đang ngồi đợi con mồi. Úi dồi ôi, sao số tôi lại khổ thế này. Đi tìm người nãy giờ tìm mãi không ra. Đến nỗi cam thính cũng không có thằng nào đi nhặt. Cạn lời. Chắc là cái tại cái đường bay nó sida quá. Ok. Và hiện tại thì mình đang để mắc đồ họa nhá. Ui dồi ôi. AWM. Bằng thính nhiều thế này. Vừa M24 vừa ốp. Ok, thế thì chúng ta sẽ đổi sang clip AWM cộng X8 cân bản đồ. Ok, nghe hay đấy. Cầm ốp thì cái việc mà nó clear team nó đơn giản lắm anh em ạ. Tại vì ốp là một cái khẩu súng cực kỳ mạnh. Chỉ cần một viên vào đầu là knock à. Hoặc bắn vào người thì nó cũng gây một cái sát thương cực kỳ lớn. Và chúng ta chỉ cần đút M4 sấy đạn vào người, vào chân, vào tay, vào bất cứ thứ gì, vào chim nó chẳng hạn cũng chết. Nãy thì hình như cái đường bay nó bay chết chết lên cái khu vực San Martín này. Nên mình nghĩ là ở đây hơi bị đông ấy. Cơ mà ở đây thì nó đông nhà quá anh em ạ. Mình cực kỳ ghét những cái chỗ nào mà đông nhà. Nó chạy qua bên này à. Chắc thằng này đang đi lúc đồ. Ui dồi ôi.
tí. Ơ, nóc này. Hay lắm, cây định mệnh. Bạn đảo rất là tốt. Nhưng rất tiếc là khẩu ốp quá mạnh. Lốt đồ biết đảo nữa cơ. Ok, chết rồi. Mình nghĩ cái thằng này nó có bắn trên PUBG PC đấy. Lút mà đảo như thế mà. Ủa? Boss à ta? Không phải boss rồi, thằng này cầm K98. Full 2 súng chứ chả đùa. Nhìn này. Nhìn này. Úi dồi ôi. Đấu này. Thích đú à? Ok. Công nhận vào đây giết người nó sướng ghê á. Nãy giờ đi chả gặp ai. Phí hết cả cuộc đời. Rồi, dã nhau bên kia. Bên kia ngoài bo, chắc mình sẽ chạy ra chặn bo nha. Úi dồi ôi. Cái éo gì vậy? Thấy chưa? Một bé này. Hai bé này. Có một thằng trong nhà này nữa. Chạy ra cứu bạn đi cưng ơi. Bạn đang ôm bụng thảm thiết kìa. Hay à, đồng đội như cức nhở. Bạn ôm bụng không chạy ra cứu. Thiệt là khổ. Bét đồng đội. Ném bom cái éo gì vậy? Ui, đâu ra một thằng lẻ vậy? Hay à, chết chùm nó mới vui hả? Hết hồn. Tự dưng có một thằng lẻ chạy ra. Tí chết. Ok. Bắn như này nó mới thích anh em ạ. Đi một kiểu quanh quanh nguyên một vòng chả thấy ai là... Nó buồn lắm. Chả muốn đánh đấm cái gì cả. Úi dồi ôi. Liêng nguyên tim. Một mả đồ. Đồ nhiều thế không biết. Làm sao dùng cho hết đây bây giờ. Úi dồi ôi. Mũ ba nó phải gọi là nó chất đầy chất đống. Đéo thêm nhạt. Bằng nước cứ gọi là uống đến đáy đường thì thôi. Hay dạ, thiệt là khổ. Đồ nhiều thế này, bỏ cũng tiếc. Mà không bỏ thì không được. Trớ trêu dạ. Bằng tầm bò bé như này thì đi đâu cũng gặp người hết anh em ạ. Chứ còn bo mà rộng rộng tí là chỉ mỗi khu mình là có người thôi. Còn nhìn quanh là chả thấy ai. Khổ lắm cơ.
Có nhưng toàn bot thôi. Mình chắc chắn đó là bot, tại vì giết rất là dễ. Cứ bình thường thằng nào mà cứ chạy lông nhông ngoài đường thì mình sẽ cho đấy là bot thôi. Tại vì bot mới chạy lông nhông, nhưng còn đi team thì làm sao người ta chạy lông nhông được. Đấy, như thằng này thì là người đấy. Tại vì bo bé rồi, bot ít khi trụ lại được bo bé lắm. Ui dồi, nguyên team này. Ba thằng. Nhìn cái éo ấy. Tốn hết mấy viên ốp mà chưa giết được thằng nào nhá. Nhìn này, ui dồi ôi. Bắn trượt rồi. Phí thế. Có đấy phải bắn nhanh em ạ. Chứ nó bắn mình có khi nó lại knock được mình. Mà mũ 3 mà ta, vô lý. Lần sau mình sẽ bắn mình ke vào đầu nhá. Lại không để ý, mình cứ tưởng mũ 2 cơ. Đó là mũ 3 rồi. Lòi đầu này. Mũ 3 thì bắn thoải mái thôi. Mũ 3 chỉ có ốp mới giết được mình. Còn ca thì không ăn thua. Còn hơi bị phí đạn ốp với bọn này. Thôi bỏ đi. Mấy thằng này khó bắn ghê á. Phí đạn. Chúng ta phải để dành đạn lại cho những bạn bo cuối. Ủa? Vô lý vậy. Ơ à, cái định mệnh game. Đùa. Nhìn này. Vãi doài. Nó bắn thế mà không nóc thì chịu rồi. Còn 6 viên. Các mình sẽ đổi sang M4 để táp thôi. Ơ thằng kia chạy ra ngoài bo làm gì vậy trời. Thằng này bị ngáo à. Đây thì ngồi bơm máu này. Ui dồi ôi, tí nữa. Một tí nữa thôi là bạn ấy đã nằm xuống bởi tay mình rồi. Phí thế. Trời ơi, tự dưng mất một kill. Đéo tin được. Mà bắn khổ ốp này mình cảm giác hơi bị dè chừng ấy nhá. Nếu mà M24 thì mình chỉ bắn M24 thôi. Ốp này bắn sợ phí đạn quá. Bắn có một tí là hết đạn rồi. Nhưng là vẫn không sướng. Chỉ solo kiểu đấu súng với nhau ở tầm xa thì có thể là dùng chơi chơi được. Còn với khái niệm giết nhiều người thì mình vẫn thích M24 hơn. Một bé này. Ơ kìa. Bó ra cứu bạn đi. Trong nhà có đây. Ui nó cứu xong rồi. Ok, clear. Có mỗi hai thằng trong nhà. Hai bọn này như đang cam nhau. Chết luôn rồi.
Làm cái éo gì vậy? Ơ kìa, bắn vào đầu không nốc. Này đẩy làm cái gì vậy? Bọn trong nhà mình clear rồi. Cái đậu phộng đâu nữa? Mũ 3 không nóc thì hơi bị ảo ấy nhá. Quả đấy mình nhớ mình kê vào đầu rồi. Vô lý vậy. Đùa. Bad the game. Ok, thằng kia đã bị giết rồi. Vâng, sau bao nhiêu lần nóc thì anh ấy phải nằm xuống thôi. Còn 3 người nữa. Ui dồi ôi. Vậy là còn một người nữa thôi. Một người và 3 viên đạn ốp. Chắc nó ở viên bên trên rồi. Chúng ta sẽ đợi bo khép vậy. Tại vì thằng nào nó cũng ở trong bo, nó nằm yên à. Nó không di chuyển đâu. Rồi. Bo đã khép. Và bo tiếp theo thì ở ngoài kia. Đây rồi, lòm nhóm cái đầu này. Úi dồi. Khuất à? Cái định mệnh. Phải đẩy ra ngoài rồi. Cho nó ăn quả bom. Khuyến mãi thêm một quả nha. Ăn đi. Úi dồi. Ủa? Mình bị hoa mắt hả ta? Ơ kìa. Mũ 2. Really? Mũ 2 vào đầu không nốc. Nãy thằng kia mũ 3 cũng không. Úi dồi, bom kia. Chạy chạy chạy. Ơ. Suýt chết. Úi dồi, không xong rồi. Tao lại vào ấy, chỗ xe này vậy. Mắc ngon luôn. Lồm nhồm ở trên kìa. Bắn cái éo gì. Ủa, chết nhanh vậy. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Bye bye.